Đây anh, cây nó không có cái mạch cắt gì nhiều hết. Đây là một cái đầu của nó nằm nó ngóc lên nè, đây nè, đây là đây, nó chỉ có một cái mạch cắt ở ngay đầu đây thôi, nhưng mà lấy chì râm á, nó nứt nhiều quá, mình chì đầy cái mạch lại không có đáng kể. Nó cái mạch cắt nó liền, đây là cái mạch cắt ngọn nào nó nè, tạo thế trồng nằm như một que này. Đấy, một cái mạch này này, cái mạch đây là em cắt, nói chung là hầu mua cũng mua vừa gọn lại đỡ nuôi cái chi ra đây nhà đây này. Cây cao hết tàng thì rơi vào khoảng tầm 1m3, chậu lọt lòng 1m, nành con 1 tấn, nằm dẫn cái đuôi lên trời này ha, đuôi quen quéo xuống này. Đây, quay coi cái cụ đế của nó. Đó, anh xem nó đây, chân đế của nó sánh này. Cây này dàn đế rất đẹp luôn. Cây này dàn cụ đế rất đẹp luôn, không có mạch cắt nào lớn hết nè. Sung, cây đang rất sung. Dạ thì rất trắng, cây thì không có lúa lắm gì hết, không có bị khô lúa chỗ nào hết nha.